Hello. Nay mày bảo không bán rồi, nhưng mà nó lại gọi, nó bảo để cho chuyên đi thôi. Bán đi, bán lấy cái bấy em lấy nữa. Nấm này. Tí như lấy cán cua trẻ này mình cũng được, cán bé nó ăn xong rồi mình có tí rồi là. Vườn nấm rương nhà bà này. Ê! Con mà. Cho cái quy trình làm kỹ. Đây, cái làm nấm rơm này cầu kỳ lắm. Lúc nó lên thì ăn